Vâng, xin chào quý vị và các bạn nhé. Tiếp tục em lại về thêm một bộ hàng đấu mạng nữa các bác nhé. Đấy, em vừa khui ra một bộ hàng đấu mạng này, còn rất nhiều các bộ khác nó về tiếp nhưng chưa biết nó là bộ gì nhé các bác nhé. Đó. Thì đây là một trong những dòng đờ lông nhé các bác nhé. Đờ lông thì nó hiếm hơn các dòng khác rồi. Đó. Tuy nhiên giá của nó thì em thấy cũng không về, nó không đắt. Đó. Và giá nó chỉ nhỉnh hơn so với mấy cái bộ hàng bãi một chút xíu thôi. Đó. Như ở đây thì bộ này nhìn qua đã có vẻ là rất là đẹp rồi. Đó. Tuy nhiên em cũng nói luôn với quý vị nhé, là tất cả các dòng hàng đấu mạng, kể cả đẹp như thế nào chăng nữa, nhưng nó cũng là hàng đã dùng rồi. Và đương nhiên nó sẽ phải có cái vết này vết kia nhá, xước sát nha các bác nhé. Đó. Còn không có thì nó đã đóng mới rồi các bác nhé. Đó. Và bình thường những bộ hàng bãi, và bộ hàng bãi thì tất nhiên nó xấu hơn này rất là nhiều rồi, thì nó vẫn gọi là bộ hàng bãi đẹp nha các bác nhé. Bộ hàng bãi đẹp thì giá của nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu 9 hoặc 3 triệu. Đó. Có những bộ hàng bãi nó đẹp hơn nữa thì là 3 triệu 1, 3 triệu 2. Đó. Tuy nhiên những cái bộ hàng đấu mạng này thì giá nó không hề cao hơn quá nhiều so với những bộ hàng bãi các bác nhé. Giá nó chỉ lệch nhau một chút xíu thôi. Đấy. Bộ này của nó là 3 triệu rưỡi các bác nhé. Bộ này là 3 triệu rưỡi. Riêng đờ lông thì có chỉnh bát chép trên máy luôn các bác nhé. Đó. Rồi ok. Đó. 3 triệu rưỡi các bác nhé. Và ở đây con này thì nó có rất nhiều các cái chức năng như MD, CD, rồi AM, FM này. Rồi kết nối cổng quang này. Kết nối nghe điện thoại này. Đấy. Đó. Thì ở đây nhá, tất cả ở đây nhá, nhà em chỉ bao chạy cho các bác là thứ nhất là giải mã nhá, giải mã tức là cắm vào cổng quang và sau đó truyền xuống một cái âm ly khác nhá. Đấy, giải mã cho âm ly khác và giải mã cho chính nó luôn, tức là cắm cổng quang từ tivi xuống và phát nhạc luôn ra hai loa nhá. Đấy, thì nhà em bao chạy thêm tiếp là công suất các bác nhá. Em sẽ test công suất này, test cổng quang này và phát nhạc qua điện thoại nhé các bác nhé. Còn một số cái khác là về các bác sẽ tự ngâm cứu cho em nhé. Đó. Rồi, con này thì chiều cao của con này nó rơi khoảng tầm 26 gì đấy. Vâng, 26 hoặc 26,5 gì đấy nhé. Đó. Còn cả dàn nhé. Cả dàn thì nếu mà các bác để diện tích như giống như của em này thì nó rơi khoảng tầm 60 cm nhé các bác nhé. Đó. Rồi, ok ạ. Đấy, bây giờ em sẽ khui nó ra nhé. Để các bác xem em này nó như thế nào nhé, có đẹp không, rồi đẹp thì chắc là đẹp rồi đó, bởi vì nhìn ngay đã nhìn thấy hết rồi đó. Và em sẽ test luôn cho các bác nhé. Đó. Rồi ok. Đó, các bác chờ một tí. Ok rồi, ok để em sẽ dừng máy, em sẽ bóc cái này ra nhé. Ok em đã khui nó ra nhé. Đấy, và đã cắm điện nó lên rồi. Đấy. Các bác nhìn này, đó. Nó đẹp chưa? Phải nói là nó siêu đẹp luôn các bạn. Đó. Quá đẹp luôn các bạn. Đó. Quá đẹp luôn nhé. Đó. Rồi. Đó. Hàng rất là đẹp. Đó. Ok nha các bạn nhé. Đó. Ok. À, các bác thấy đẹp chưa? À, đẹp. Siêu đẹp đúng không? Một bộ hàng đấu mạng siêu đẹp nhá. À. Rồi. Ở đây hiện tại là em đang trong kho, chưa có cổng quang. Em sẽ test cái cổng quang sau cho các bác nhá. Đấy, cổng quang cắm vào cổng quang in nhá, để giải mã nhá. Đấy. Con này là có cả cái đường súp này nhá. Có cả đường súp luôn này. Đấy. Đó, đây là em đang cắm cái đường 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 ở đây nhá. Đó. Đường phát nhạc qua điện thoại nhá. Đó. Rồi ok, bây giờ em sẽ, đây các bác nhìn này, bát của con này là nó rơi vào, đo khoảng cách từ đây ra nó cỡ khoảng bát 14 nhá các bác nhá. Đó. Đo hết viền này nó khoảng bát 14 nhá các bác nhá. Đó rồi ạ. Ok đây nhá, em đã tìm được cái một sợi dây quang rồi nhá. Đó. Rồi em tìm một sợi dây quang rồi này. Đó.
Bây giờ em sẽ bật cái đường đây, optical nhé. Đó. Đó. Em lấy từ cái đầu quang của cái đầu kia ra nhé. Đó. Một bộ rất đẹp. Đó. Bác nào kết thì alo ngay cho em nhé. Đó. Bộ này đáng ra sẽ là khoảng 3 triệu 9 đấy, nhưng mà đã chót báo cho các bác là 3 triệu rưỡi rồi đấy, vì em đã báo rồi là báo nhá. Đó. Nói em hơi nhầm một tí là 3 triệu 9 cơ. Đây nhá, chỉnh tông đây này. Đấy. Đấy, cho em này. Đấy, ok nhá, đây là quang ok này. Đấy, còn các bác muốn lấy, các bác mà muốn lấy để giải mã nhá, để giải mã thì các bác lấy ở đường đây này. Đấy, có đường out này, các bác cắm ở đường dưới cái đường trắng trắng đi của đường điện thoại này, là phía dưới này, các bác lấy đường out ra xong rồi xuống dưới em đi là ok nhá các bác nhé. Đó. Rồi, ok, bây giờ em sẽ test, em test đường quang rồi nhé, bên sẽ chuyển sang test qua đường điện thoại nhé. Em sẽ bật nhạc qua cái máy tính kia nhé, điện thoại máy tính nó chung một đường mà, em sẽ bật cái máy tính luôn. Ok, em đã bật máy tính rồi nhé. Bây giờ cái này là chuyển qua tín hiệu này. Đấy, ví dụ đang chuyển từ AUX optical này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển ra đường tép nhé, ấn tiếp là nó sẽ ra đường tép này. Đó. Dạ vâng, ok. Em đang có một cuộc điện thoại, các bác đang buổi tối các bác gọi lấy hàng nhiều lắm. Vâng. Em chỉ có ăn test cho các bác buổi tối, xong mai tiếp tục đóng hàng thôi. Vâng. Cứ buổi tối em nhận cứ khoảng tầm hơn chục đơn. Đó. Đấy. Ôi, nghe hay quá nhỉ. Nghe quá hay phê quá các bạn. Thực ra là đó, nói chung là những cái dòng này ấy, nhà em đã test ở bên bên kia rồi đấy, về đây gọi là test lại thêm cho vui thôi đó, chứ còn toàn bộ test ở bên siêu thị bên kia hết rồi các bác nhá, cho các bác an tâm đó. Em xin lỗi rồi ạ. Đó thì quý vị biết rồi đấy, đây là gọi là một bộ dàn nghe nhạc cực kỳ feel luôn đấy, nghe cực sướng, phải nói cực kỳ chất luôn đó. Với mức giá 3 triệu rưỡi quá bèo luôn các bạn. Đó. Bây giờ thì với mức giá 3 triệu rưỡi so với cái mức thu nhập của Việt Nam thì làm gì được đâu các bạn. Đấy. Ra siêu thị mua được cái bộ loa vi tính. Còn với 3 triệu rưỡi thì em khẳng định với các bác là tất cả những dòng dàn mà nhà em bán ra thì các bác rất khó có thể mua được những cái bộ âm thanh nào chất lượng để nghe nhạc như thế này. Đấy. Thứ nhất là nghe của nó thì quá hay luôn các bạn. Đấy. Con này, những con này để trong phòng nghe thì quá hay luôn, gần như là chưa có những cái dòng nào gọi là đối thủ của nó luôn với mức tầm giá này. Đó. Nghe rất hay. Đó. Ok, bây giờ nhá, các bác lưu ý cái này điện 100V nhá, không quên không dặn nhá, điện 100V nhá. Đấy, ok nhá, em bây giờ em sẽ test đến phần công suất nhá. Đấy. Đấy. Test đến phần công suất cho bác đây nhá. Em sẽ rút một cái vế này ra nhá. Đó, em sẽ rút một vế này ra này. Đó. Em test đến phần công suất nhá. Đó. Thứ nhất là cổng quang em test rồi này. Đấy, đây là phát nhạc qua điện thoại máy tính là em đang test rồi nhá. Bây giờ em sẽ test đến cái test đến cái công suất nhá. Đấy. Ban đêm ở quanh khu này nó khá nhiều người cho nên em cũng mở nhỏ một chút xíu. Đó, ok nhá, bên này ok rồi nhá. Đấy. Mà bát rung là đấy, tép ngọt rồi nhá. Đấy, ví dụ tép mà nó không chạy nhá. Tép mà nó không chạy nhá, các bác em phân biệt cho các bác này. Đấy. Ví dụ tép này. Đấy. Thậm chí nó còn tối hơn này một chút xíu nhá. Đây là tép em đang giảm xuống nhá. Thậm chí nó tối hơn này một chút xíu thì tức là tiếng là loa tép đã chết nha các bác nhá. Đó. Đó. Còn tép nhai là sống. Đấy, còn bát thì chuyển sờ sờ lại và nghe nó không bị sát côn này. Sát côn nó kêu rẹt rẹt rẹt, nghe tiếng phát khác ngay, nó không bao giờ đánh êm nha các bác nhá. Đấy. Loa liệt
ok hết rồi, các bác cứ an tâm, riêng nhà em thì nhà em test thì không phải suy nghĩ luôn. Đấy, test nó phải ok nhỉ. Còn khi mà test nó không lên nhỉ, các bác có vận test nữa không bao giờ có nhá. Ok. Rồi, bây giờ em sẽ đấu cái con này vào nhá. Rồi, em sẽ đấu cái kia. Ok nhá. Đây, em đấu bên này vào nhá. Vừa rồi em vừa test bên này đúng không? Bây giờ em test sang bên này nhá. Đó. Cũng chạy ok rồi nhá các bác nhá. Nghe là chạy rồi. Đấy, sướng chưa? Nghe sướng chưa? Nghe nó phải sướng như thế nhá. Đấy, bát sờ vào một phát là biết này. Đấy, bát sờ vào nghe phát là bát đánh này. Đó. Rất phê luôn. Test này. Đấy. Ok, test chạy nhá. Đây này. Đấy. Vận lên này. Đấy, biết là test chạy rồi nhá. Rồi. Bây giờ em sẽ đấu cả hai loa vào nhá. Ok nhá. Rồi, nghe phê chưa quý vị? Đây là một trong những bộ siêu hiếm luôn các bác nhá. Đấy, bộ cực kỳ đẹp luôn. Mà lại riêng với cái màu này của nó là màu cực hiếm các bác nhé. Những màu này thỉnh thoảng mới về cơ, bởi vì nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Màu này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Đây này. Đấy. Màu nó chất chưa. Đấy. Cực kỳ đẹp, siêu hiếm luôn. Đấy. Rồi. Đấy. Đây là một màu đồng nhất của cái bộ dàn này. Và nó là một thỉnh thoảng nó mới làm những cái màu này thôi các bác nhé. Rồi. Ok, sẵn có cái đĩa đây, em sẽ thử cái đĩa xem cho các bác xem chạy không nhá. Sẵn có đĩa em thử cho các bác xem nó có chạy không. Đó. Và em nói luôn nhá, đây kể cả cái đĩa này nó có chạy được hay không, hoặc là nó như thế nào thì em không quan tâm và em không bao chạy đâu các bác nhá. Hoặc là nó có chạy thì về nhà các bác thì nó có chạy được hay không thì em không quan tâm đâu, bởi vì là đây là em đang dùng cái đĩa đen, đĩa dòng này đĩa dòng dởm nhất nhá. Nhưng các bác về các bác dùng cái đĩa xịn cho em, đừng mua những cái đĩa 5-70 nghìn, 100 nghìn đổ lại, vì những cái đĩa đấy toàn là đĩa kém thôi. Các bác mua cái đĩa mà F1 mà nó khoảng tầm 300-350 ấy. Đó. Mua những cái đĩa đấy về chạy cho em nhá, lòng trắng nhá, lòng trắng tinh. Đó. Rồi. Ok. Bây giờ mình cũng không cần phải đây, nó là cái này, đây là ấn play đây nhá. Đó. Thì là ok nhá. Đấy, nó nhận bài này rồi. Đấy. Và em nói luôn nhá là tất cả những cái mắt này nó ở bên kia đó đã dùng rồi và nó đã có một quá trình sử dụng rồi, cho nên các bác về nhà mà các bác muốn nó chạy ok, chạy tốt thì mang qua thợ thay mắt nhé. Còn không, cũng không dùng thì cũng đừng nên thay mắt, bởi vì mình không dùng một thời gian thì mắt nó cũng sẽ kém đi các bạn nhé. Đấy. Và các bác đây dùng như em này, trên cái máy tính hoặc điện thoại nó tha hồ rất nhiều bài hát, mình dùng không bao giờ hết đâu. Trong khi đĩa này chỉ có mấy bài thôi các bác nhé. Đĩa này chỉ có mấy bài thôi, không ăn thua đâu ạ. Đó. Đó. Đấy, đây nhá. Đấy, đĩa ok rồi các bác nhá. Đấy. Rồi. À, bây giờ là các bác nào mà lấy thì bộ này thì alo cho em nhá. Các bác nào lấy bộ này thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc các bác có thể liên hệ thêm một số nữa là số 0979891682 nha các bác nhé. Đó. Rồi. Giá của nó thì chỉ nhỉnh hơn giá hàng bãi một tí thôi, nhưng mà nó đẳng cấp cao hơn nhiều các bác nhé. Hàng mạng mà, nó đẳng cấp cao hơn nhiều luôn, và đến nỗi mà long lanh cành đào, nó gọi là đẹp ở gấp hàng trăm lần so với cái hàng bãi luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, đây, em cho các bác nhìn. Đó. Em cho các bác nhìn này, nó đỉnh cao chưa? Đó. Đỉnh cao chưa nha. Đấy. Quá đỉnh cao luôn. Ok. Thường những hàng bộ hàng mạng này về nhà em bán thì chưa bao giờ mà ế cả. Và thường là nên thì chỉ sau một đôi tiếng, một vài tiếng thì
là khách hàng đã lấy rồi, hoặc sau 1 đến 2 ngày thôi các bác nhé. Bởi vì sau 1 đến 2 ngày, bởi vì có một số bác là liên quan đến vấn đề về kinh tế chẳng hạn, đang liệu có lo đủ được hay không. Thực ra không phải lo đủ hay không, tiền thì có nhưng có thể là đang cất trong két chẳng hạn, thì mình muốn là lấy một cái tiền lương mới hoặc là tiền về đấy để lấy vào đó. Thì chứ không phải là tiền không có nha các bác nhé. Đó rồi, ok. 3 triệu rưỡi các bác nhé, các bác nhanh tay lên nhé, các bác nhanh tay lên. Đáng ra bộ này của nó là 3 triệu 9 đấy, thôi em báo 3 triệu rưỡi rồi thì em cứ báo cho các bác nhé. Quên mất lúc nãy báo là em cứ nhầm nhầm là 3 triệu 9 cơ đấy. Đó, bởi vì bình thường bán cái bộ kia là 3 triệu 2 rồi mà, 3 triệu 1, 3 triệu 2 những bộ hàng bãi đẹp rồi. Đấy, đây bộ hàng đấu mạng của nó thì đẹp đỉnh cao hơn con hàng bãi nhiều, chất lượng hơn hàng bãi nhiều mà lại giá lại xấp xỉ như bộ hàng bãi thì vô lý, cho nên thôi được rồi. Đấy, đầu năm nữa em cũng thôi thì cũng khuyến mãi luôn nhá, khuyến mãi và bán giá sốc luôn cho các bác nhá. Đó, để các bác mua đầu năm cho may mắn nhá. Rồi, ok, đấy. Các bác nào lấy thì em xin đọc lại số điện thoại nhé: 0966 594 581, địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, các bác lấy hàng thì chốt qua Zalo cho bên em nhé. Dạ vâng, em xin được cảm ơn và xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại.